Bạn hãy nhìn xem kẻ bắt nạt này tự tìm đường chết như thế nào. Cậu ta bảo đàn em nhấc Jack lên. Sau khi lột sạch quần áo cậu ấy, cậu ta ném Jack vào phòng thay đồ nữ. Jack ngoan ngoãn ngồi xổm ở dưới đất. Những nữ sinh muốn mở cửa cho Jack ra ngoài, nhưng những nam sinh lại chặn ở bên ngoài cửa. Không lâu sau, cánh cửa đã được mở hé ra. Bạn gái của John đã thò đầu ra. Cô bảo John mau chóng thả tay ra cho Jack ra ngoài. John ở ngoài cửa thả tay ra. Cửa vừa mở ra, Jack đã xông ra ngoài. Kẻ bắt nạt rất bất mãn với hành vi của John. John nói như vậy là đủ rồi, bỏ qua đi. Nói xong anh liền xoay người định rời đi. Tuy nhiên chuyện này khiến anh ghi thù với kẻ bắt nạt. Ngày hôm sau khi đến phòng học, ghế anh đã bị bôi đầy sơn. Giờ học sắp bắt đầu rồi, anh chỉ có thể ngồi ở bên cạnh Jack. Cô giáo muốn kiểm tra bài tập. Jack vừa đặt bài tập lên bàn, khi anh xoay người lại lấy quyển vở, thì vở bài tập của anh đã bị Paul ở phía sau cầm đi. Sau đó nó được truyền đi trong lớp. Cô giáo hỏi Jack bài tập đâu. Anh nhìn về phía kẻ bắt nạt và nói, bị người khác lấy đi mất rồi. Cô giáo bảo chúng mau giao ra. Kết quả là về cơ bản không có ai trả lời cô. Cô giáo vô cùng tức giận. Cô bảo cả lớp đứng hết dậy, cho đến khi có người giao bài tập ra thì mới được ngồi xuống học. Không thì cô sẽ đi thông báo với hiệu trưởng. Kết quả là họ đã đứng suốt cả một tiết. Khi cô giáo đi thông báo với hiệu trưởng, Paula đã bước lên chặn đường rách lại. Kẻ bắt nạt bảo anh xin lỗi các bạn trong lớp, vì anh nên mọi người mới phải đứng suốt một tiếng. Không thì sau này chúng sẽ đánh anh mỗi ngày. Jack rất không phục. Lúc này cô giáo đã bước vào và bảo chúng đợi lát nữa sẽ lôi từng người tới văn phòng hiệu trưởng. Người đầu tiên qua đó là Paula có thành tích tốt nhất. Khi cậu ta trở về thì tỏ ra rất đắc ý. Sau đó John đã bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Không ngờ rằng Paula vu oan là do John gây ra. Còn hiệu trưởng thì chỉ tin lời Paula có thành tích tốt. Bất luận là John giải thích như thế nào thì cô cũng không tin. Hiệu trưởng cảnh cáo John, có người nói em liên tục coi Jack là trò đùa. Với người có số điểm kém như em, với hành vi tồi tệ này, thân là một chàng trai nghèo đến từ vùng quê, nếu như sau này em không thể hiện cho tốt thì nhà trường sẽ đuổi học em. Lần này tâm lý của John đã có sự thay đổi. Anh quyết định sau này sẽ đứng về phía Jack. Ngày thứ ba đi học, nhìn thấy đám học sinh hư đứng ở cửa, Jack không dám bước lên phía trước một bước. John không chịu đựng được nữa, anh bước lên đẩy tên kia vào tường, đồng thời bảo Jack mau chóng về chỗ ngồi. Trong lúc giằng co, John đã đẩy người kia xuống dưới đất. Đúng lúc này cô giáo bước vào. Điều này đã khiến kẻ bắt nạt bất mãn. Đợi đến khi tiết học kết thúc, cả lớp đều đứng chờ họ ngoài hành lang. Hai người muốn nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng bạn học bất ngờ xông tới từ phía trước. Mấy người họ ấn người John vào tường, rồi đẩy Jack xuống dưới đất. Sau một hồi đánh đập, chúng không những kéo giày của anh xuống mà còn dùng dao rạch nát giày. Buổi tối cô bạn gái tới tìm John. Cô chỉ trích anh không nên đối đầu với kẻ bắt nạt. John nói anh không làm được, anh không thể trơ mắt nhìn Jack bị đánh. Về đến nhà, bà nội nói nhận được điện thoại từ trường học. Cô giáo nói John gây phiền phức cho bạn học, hy vọng sau này anh chú ý một chút. Bà nội cũng không biết phải tin ai. Bố mẹ Jack cũng nhận được điện thoại. Họ nói trong trường luôn có người bắt nạt cậu. Bố nói với Jack rằng trong tình huống này con phải biết phản kháng. Một người không biết phản kháng cuối cùng sẽ không làm được việc gì. Nếu như con phản kháng cho chúng biết mặt thì chúng sẽ không bắt nạt con nữa. Ngày thứ tư đi học, sợ Jack bị chúng bắt nạt nên John đã đứng ở trước cửa lớp chờ Jack. John đang định bước vào trong lớp thì đã bị bạn học thắt cổ. Jack thấy vậy liền xoay người bỏ chạy, nhưng cậu vẫn bị mấy người bắt về. Hai người chúng khống chế Jack và hướng mông cậu về phía kẻ bắt nạt. Vào lúc kẻ bắt nạt đang định bước lên phía trước thì John đã vùng thoát được và bước lên đẩy ngã anh. Sau đó hai người lao vào đánh nhau. John đã cầm cái ghế lên và cầm lên ở phía trước. Trong phút chốc không còn ai dám lại gần cậu. Bức tranh ở trên tường đã bị kéo xuống. Lúc này cô giáo đã tới đây nên mọi người vội vàng tản ra. Đợi đến khi tan học, kẻ bắt nạt tới đó nói với John rằng đợi đến khi tan học thì gặp mặt ở sân sau. John vừa mới tới sân sau thì Jack cũng đã bị kiểm soát và giải tới đó. Chúng nhốt John vào trong chòi gỗ, đồng thời dùng gậy gỗ chọc vào khóa cửa. Sau đó chúng lần lượt bước lên đánh Jack, đồng thời ngang ngược nói với John rằng chẳng phải mày muốn bảo vệ nó sao, giờ tao sẽ cho mày nhìn nó bị đánh. Kẻ bắt nạt đạp vào bụng Jack, sau đó lại đá cậu ngã xuống đất. Thấy Jack thực sự không dậy nổi nữa, lũ bắt nạt với hài lòng rời đi. Buổi tối Jack tới tìm John, hy vọng sau này John đừng bảo vệ cậu nữa, bởi vì làm vậy chỉ khiến cậu bị đánh dã man hơn. John tức giận nói, giết chết tất cả bọn chúng thì sao? Jack chỉ mỉm cười. John đồng ý với Jack rằng ngày mai sẽ không làm gì hết nữa. Ngày thứ năm, John đang đợi Jack ở ngoài cửa. Nếu như không làm gì cả thì Jack buộc phải đi vào lớp trước. Mấy học sinh hư đã trốn ở sau cánh cửa phòng học từ trước, chúng để cho những người khác xem kịch hay. May mà cô giáo đã đi vào lớp trước, các bạn học cũng không dám huênh hoang nữa. Trong lớp học, cô bạn gái nhận được một mẩu giấy hỏi cô có thích yêu đồng tính không. Sau khi tan học, cô bạn thân tới chất vấn John một lần nữa, tại sao lại đối đầu với kẻ bắt nạt. Nếu như anh tiếp tục bảo vệ Jack thì hai chúng ta hãy kết thúc ở đây. John tỏ ra bất lực. Buổi tối mẹ phát hiện ra vết thương trên người Jack. Jack nói dối rằng không cẩn thận bị ngã trong giờ học thể dục. Mẹ không tin, bố không những không an ủi mà còn mắng Jack là đồ vô dụng. Người khác đánh con không biết phản kháng sao? Con không thể giống như một người đàn ông sao? Ngày thứ 6 đi học, cô giáo nhận được điện thoại từ mẹ Jack. Cô nói Jack đã bị đánh ở trường. Cô giáo hy vọng Jack nói ra là ai làm. Cô bảo đảm sẽ không để người đó được tốt nghiệp ngôi trường này.
Jack nào có dám nói chứ. Cô giáo thấy Jack khó xử, liền bảo Jack đi ra khỏi lớp. Cô định từ từ tra hỏi xem có chuyện gì. Đợi sau khi Jack rời đi, tất cả học sinh đều nói Jack là đồ khốn. Điều này khiến cho cô giáo không biết phải làm sao. Trong lúc cô đi mời hiệu trưởng, các bạn học bắt đầu bàn bạc đối sách. Tới lúc đó làm thế nào để bảo đảm lời khai thống nhất? Không thể để Jack đạp đổ tất cả được. Xem tới đây tôi chỉ muốn nói, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy ai mặt dày như vậy. Jack bước ra khỏi lớp đã về thẳng nhà. Bố hỏi cậu sao không đi học. Jack đeo tai nghe không muốn nói chuyện, nhưng lại bị bố kéo tai nghe xuống. Anh đã ấn người Jack vào tường, hỏi cậu rốt cuộc có phản kháng hay không. Nói xong anh liền đấm một phát vào người Jack. Anh còn nói nên phản kháng như vậy, người làm cha này cũng thật giỏi. Anh không quan tâm đến Jack quỳ xuống đất cầu xin, mà đứng dậy rời đi. Không lâu sau, kẻ bắt nạt đã lừa Jack và John tới bãi cát. Để chứng minh bọn họ là kẻ yêu đồng tính, chúng cầm dao ép John quỳ xuống dưới đất, rồi lại ép Jack đứng trước mặt John. Sau đó để John kéo quần của Jack xuống. Các bạn khác thì chụp ảnh, nhìn thấy John nôn ọe, chúng mới hài lòng rời đi. Trước đây bị đánh thì có thể nhịn, nhưng chuyện này đã chạm đến giới hạn của họ. Buổi tối Jack lấy chìa khóa của bố, âm thầm mở két ra. Ngày hôm sau, hai người tập trung trước tòa nhà. Jack lấy một khẩu súng từ trong túi ra, anh lắp đạn vào, rồi lại dạy John xem phải thao tác như thế nào. Jack lấy một khẩu súng ra gài vào eo, sau đó lại lôi một khẩu súng dài ra. Hai người cầm súng đi đến bậc thang của tòa nhà. Jack ném ba lô và mũ xuống. Lúc này các bạn đều đang ăn ở nhà ăn. Hai người cầm súng xông thẳng vào nhà ăn. Đi đến cửa thì họ đã lên đạn cho súng. John đã cầm súng xông về phía tên bắt nạt. Do quá căng thẳng nên anh đã bắn lệch, nhưng tiếng súng khiến cho nhà ăn trở nên hỗn loạn. John nhắm thật chuẩn vào kẻ bắt nạt và nổ súng liên tiếp. Đáng tiếc là không bắn trúng phát nào. Những kẻ từng bắt nạt Jack muốn bỏ trốn. Jack bước lên bắn một phát. Paula ở dưới đất còn chưa kịp phản ứng lại thì Jack đã bắn thêm phát nữa. Một nữ sinh thường xuyên hùa theo chạy đến phía trước. Mặc dù tay Jack hơi run, nhưng cậu vẫn không chút do dự mà dứt khoát nổ súng về phía cô gái. Kẻ bắt nạt xông tới muốn cướp khẩu súng. John đã cầm súng bước tới tiễn cậu ta ra đi. Trong lúc giằng co, khẩu súng của Jack đã trượt đi mất. Khi kẻ bắt nạt đang định nhặt lên thì Jack nhanh chóng rút khẩu súng ở eo ra và bắn trúng vai kẻ bắt nạt. Tên bắt nạt còn chưa kịp đứng dậy thì John đã bước lên bắn thêm phát nữa. Sau đó Jack cầm khẩu súng bước lên phía trước cho đến khi bắn hết đạn trong súng. Sau khi báo thù, hai người ngồi sụp ở dưới đất. John nói tiếp theo phải làm sao. Jack nói cậu vẫn còn hai viên đạn, rồi cậu lại lắp một viên đạn cho John. Sau đó hai người đứng đối diện nhau, đợi đến khi đếm đến ba thì cùng nhau nổ súng. Sau khi tiếng súng vang lên, Jack nằm ở dưới đất, còn John thì không chết, bởi vì trong súng của cậu hoàn toàn không có đạn. Bộ phim The Class đến đây là kết thúc. Bộ phim này nói với chúng ta rằng đừng bao giờ bắt nạt người thật thà. Khi bạn không may chạm đến giới hạn của họ thì rất có thể sẽ không có cơ hội để hối hận. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.